Bà con phản ánh tuyến đường nhánh trái rạch Mương Bông tại khu vực Tân Quy, phường Trường Lạc bị nhỏ hẹp hư hỏng, không đảm bảo cho việc đi lại. Phóng viên VTV Cần Thơ đã đến hiện trường ghi nhận phản ánh của bà con tại nơi đây. Đây là đường mòn cặp rạch Mương Bông ở khu vực Tân Quy, phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Nhiều năm nay, tuyến đường này không được nâng cấp sửa chữa. Đường nhỏ hẹp được giảm giá tạm thời khiến cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của bà con gặp không ít khó khăn. Nó ảnh hưởng mọi sinh hoạt của người nông dân khi mà chưa có đường được mở ra đối với người nông dân ở đây. Thì ở đây là toàn bộ đây là một cái khu lúa phía sau. Từ cái con đường này là cái khu sản xuất. Do đó khi sản xuất thì nó sẽ bị ách tắc. Chỉ có cái con đường mòn thôi. Là mình di chuyển hàng hóa là nó rất khó khăn, mỗi lần là xuống ghe không à. Rồi bệnh hoạn đồ thì mình alo thì xe ở bên sông mình cũng phải chuyển xuống ghe rồi mới qua sông mới lên, thành ra nó tốn thời gian. Tuyến đường rạch Mương Bông dài gần 2 km, người dân phải tự bỏ tiền ra mua gạch đá giảm giá để xe chạy tạm. Tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn, tuyến đường tiếp tục bị xuống cấp, nhiều đoạn chỉ đủ cho một chiếc xe máy chạy qua. Tại khu vực này có khoảng 50 hộ dân sinh sống và vận chuyển hàng hóa hàng ngày. Chính vì điều kiện giao thông bất tiện đã góp phần kìm hãm sự phát triển kinh tế của bà con tại khu vực này. Mong muốn là nhà nước làm con đường này cho dân vận chuyển hàng hóa này kia nọ đi trái lui dễ dàng, bệnh hoạn cũng dễ luôn. Ban quản lý dự án phát triển quy đất phối hợp với phường để đi khảo sát. Thì đến nay thì ban quản lý dự án đã tham mưu cho ủy ban quận đã có ghi nhận vốn chuẩn bị đầu tư trong năm 2024 đối với tuyến đường này. Những kiến nghị của người dân đã được các cấp chính quyền địa phương lắng nghe. Tuyến đường mới sẽ được đầu tư xây dựng. Bên cạnh việc góp phần chỉnh trang đô thị, tuyến đường còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho bà con nơi đây. Trong cuộc sống, nếu như quý khán giả có những khó khăn bức xúc chính đáng, hãy gọi về số điện thoại của đường dây nóng của chúng tôi là 0901-282-282 hoặc là gửi đơn thư về địa chỉ số 407 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chúng tôi sẽ sớm xác minh và phản hồi đến cho bà con.